Để tiếp tục buổi giải đáp ngày hôm nay, xin mời Phật tử Nguyễn Thị Kiều Mai Thảo cư ngụ ở Đắk Lắk lên hỏi ạ. Vị chuẩn bị là chị Phạm Thị Quyên cư ngụ ở Bình Chánh. Dạ con chào soạn giả ông nhân, con xin hỏi 10 câu ạ. Câu thứ nhất, ở trái đất này lập ra đạo để làm gì ạ? Trái đất này là lập ra đạo để đáp ứng cho những người nào mà có cái tưởng nhiều, tay vô ta tu. Vì thế mà đạo trên trái đất này nó có 4 cái. Ai mà tưởng muốn lên trời ở thì tu đạo trời, ai muốn làm thần đạo thì tu đạo thần. Ai muốn làm tiên tu đạo tiên, ai muốn giải thoát tu đạo Phật. Đó để đáp ứng cho những cái tưởng của con người. Ai muốn tưởng kiểu nào, nếu không có đạo thì đương nhiên người ta tưởng hơi người ta điên, thành nó bắt buộc có cái đạo để nó hạ cái tưởng xuống. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là đạo trời chủ trương sau khi chết đi về đâu ạ? Đạo trời chủ trương chết đi lên thiên đàng sống. Mà muốn lên thiên đàng trước nhất là phải công nhận là Thượng Đế sanh ra loài người, vạn vật, trái đất và càn khôn vũ trụ. Phải sống trong tình thương của Chúa. Chúa sai gì làm mới nấy. Đại diện Chúa sai cái gì phải làm mới nấy thì mới lên thiên đàng ở được. Còn nếu mà cãi Chúa thì ổng cho lên. Rồi mình muốn đi đâu mình đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là đạo tiên chủ trương sau khi chết đi về đâu ạ? Đạo tiên chết thì chết đi lên bồng lai tiên cảnh ở. Cái tiên này nó có hai cái loại. Một loại ở trái đất là ở bồng lai tiên cảnh. Một cái phải về nước tịnh độ. Nước tịnh độ do đó lên nó cũng được thành tiên. Trái đất cũng có tiên mà cõi trời cũng có tiên. Rồi con hỏi tiếp. Dạ bác cho con hỏi là đạo thần chủ trương sau khi chết đi về đâu ạ? Đạo thần chủ trương chết thì ta được phong thần. Phong thần lên nó được làm thần. Rồi con hỏi tiếp. Dạ bác cho con hỏi là đạo Phật chủ trương sau khi chết đi về đâu ạ? Đạo Phật chủ trương chết 7 con đường đi, 6 con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới. Đó đạo Phật chủ trương. Nếu mà nói đúng đúng là chủ trương đạo Phật tới 13 con đường đi lận, 6 con đường cõi trời và 6 con đường ở trái đất và một con đường trở về Phật giới là 13 hoặc là 7. Rồi con hỏi tiếp. Dạ bác cho con hỏi là 6 công thức tu theo pháp môn đạo Phật ạ? Tất cả các đạo đều có công thức hết. Con muốn làm A-la-hán thì phải tu làm sao mà con dẹp hết cái vọng tưởng con, thì con thành người bất động liền, bất động thành A-la-hán. Còn muốn làm giảng sư thì phải học cho thông hai quyển kinh và sách, kinh Bát Nhã Ba La Mật và bộ sách Duy Thức Học, con thể làm giảng sư. Còn nếu mà con muốn làm kỹ sư thì học 12 quyển kinh Đại Thừa thì con sẽ làm là kỹ sư. Còn nếu mà con muốn giảng sanh thì con tụng cái kinh Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang và niệm Phật A Di Đà. Còn con muốn làm thần y thì con lấy những câu thần chú trong kinh Dược Sư, rồi con mấy kinh Dược Sư, rồi kinh Đại Bi, rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con trị bệnh rất hay, nếu con niệm được nó hiển linh thì con trị bệnh rất hay, gọi là thần y. Còn muốn trở về Phật giới dễ ở quải một số công đức chạy về. Duy nhất phải có công đức mới đi được và biết con đường mới về nha. Chứ còn không hai cái này đừng có mong về, đừng có đặc biệt. Mình về không được đừng cúng ai hết á, thà là mình cúng uổng tiền lắm, xách tiền đi chơi tiếp chứ đừng có cúng. Nếu mà các mấy ông thầy mà không cúng được á thì chắc ông Phật cúng hồi đó ông làm cái nghề này rồi. Nhưng mà cúng được tại ông Phật không có làm cái nghề này, ông nói trước trái đất này, trái đất nhân quả quy luật công thức, muốn đi đâu có công thức đấy, chứ còn không có cúng không có xin ai được á. Và suy nghĩ nè, con muốn đi du lịch Mỹ 2.000 đô, con có 1.000 đưa nó 1.000 cái gì, con thê ông cò lợi vậy. Lại lại đi lại ông giám đốc công ty du lịch, lại đi lại tối ngày. Ông cười chứ làm sao ông cho đi. Muốn đi phải đúng 2.000 đô đi.
Bởi vì thành ra đạo Phật Thiền Tông ra đời ra cái chuyện mà cúng tụng nó không có đúng. Cúng tụng mà tôi là cái này, cái chuyện đó làm cái chuyện thế gian người ta lừa nhau thôi, chứ làm gì có cái chuyện cúng. Ông Phật ở đâu đây rồi cúng mà cúng mà. Ai bảo đảm cúng cái này ông giúp tôi được đây. Không ai đài giáo có cái giấy tờ này. Vì thế mà cũng phải cho hiểu mình tu theo đạo Phật, tu bằng trí tuệ. Thiền Tông ra đời để nói cho rõ ràng quy luật vật lý trên trái đất này. Chỉ có vậy thôi. Con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là, xin bác giảng lý do gì thầy tu theo pháp môn tiểu thừa chê pháp môn Thiền Tông ạ? Cái Thiền Tông này là thì mình ví dụ giống như đại học đi. Cái ông mới học lớp tốt nghiệp lớp 5 rồi đó, tiểu thừa. Thì đương nhiên ông phải chê cái này. Có nghĩa là ở thế gian này người ta gọi là xấu hay làm tốt mà dốt hay nói chữ. Mới có tu coi, ông ra đâu hết mà đi chửi mấy cái ông học cao. Đạo Phật là cái tinh hoa nhân loại mà ổng chửi. Còn ổng ở trong kia ổng ngồi mà ổng tu tứ niệm xứ. Ổng tìm bốn xứ để ổng kiếm tiền mà ổng chửi mà cái ông dễ thoát. Nó bởi vậy thế gian này nó là vậy. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Dốt thì lo dốt đi, mày đặt chửi mấy cái ông cao. Nếu mà Đạo Phật Thiền Tông không phải là tinh hoa nhân loại, tại sao khoa học nó xác nhận Đạo Phật là tinh hoa nhân loại? Mà tại sao ngồi chửi người ta? Thôi cái chuyện thế gian, người thế gian nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là, xin bác giảng lý do gì thầy giảng đạo rất hay, sao lại cho Thiền Tông là tà đạo ạ? Bây giờ con thí dụ cho con đi, con giảng đạo rất hay mà con giảng không đúng gì trò trơn á, mà cái ông kia cũng giảng đúng thì đương nhiên người ta bỏ con, người ta đi qua cái ông kia, thì ông cậu ngồi mình sao buồn quá phải chửi chứ sao vậy? Có nghĩa là ở đây giảng không ăn nhập gì hết á. Ông nói rồi chuyện trên trời đó không. Mà cái Thiền Tông là ta nói một ra một, hai ra hai, cái gì ra cái đấy. Ông tức hết người nghe, ông chửi. Cái đó đương nhiên gọi là thế gian, người thế gian nó là vậy. Rồi có hỏi tiếp. Dạ xin bác giải cho con biết là, xin bác giảng lý do gì thầy cúng và hộ niệm cho Thiền Tông là ma đạo ạ? Thì cái Thiền Tông nó ra đời là những thầy cúng, thầy tụng, cầu sinh, nó thất nghiệp. Thì nó chửi là đương nhiên rồi. Giống như con đang hành cái nghề gì mà ta nói, con hành nghề lậu vậy đó. Nó chỉ thì con hành nghề lậu thì đương nhiên con phải tức, con chửi người ta thôi. Cái đó thế giới này nó là vậy. Bởi vì cái Thiền Tông này nó ra đời nó khó lắm. Nó ra đời nó chuẩn hết toàn bộ cái sự hiểu biết con người. Không phải đơn giản đâu. Bởi vì nhà khoa học mà đó đã khen cái này rồi, thì cái chuyện mà cúng tụng cầu sinh lại lục hiển linh dẹp đi. Chuyện thế gian chứ không phải là cái sự thật đâu. Này là người thế gian lừa với người thế gian thôi, chứ còn bằng sự thật không có, không phải cái đó. Bây giờ nên nhớ là trái đất này là năm loại sống chung, thần người ngã quỷ. Ai đủ tư cách mà ăn đồ cúng của mình? Ông thần đâu có chịu ăn đâu. Ông thần là ông thiếu gì? Còn lẽ giờ mình đi cúng thần người ngã quỷ, mình không lẽ cúng cho mình nấu ra mình ăn, không có cúng ai đó. Còn không lẽ mình đi cúng ngã quỷ? Con suy nghĩ đi. Cái này là Phật dạy căn bản rõ ràng. Trái đất này không có ai trên này hết, chỉ có năm loài sống chung, ngũ thú tập cư. Muốn cúng thì cúng năm cái loài này. Nếu cúng ở đình lục thần mà ta ở đình thì con lại cúng, con lại xin ống gì đó thì đúng. Hoàn toàn cúng Phật không có ở đây. Ông Phật đã nói rồi, Như Lai đã về Phật giới rồi. Trước khi về Phật giới, Như Lai để một cái pháp môn giúp con người giác ngộ và giải thoát, nên nương theo đây mà học. Chứ không phải ngồi đó một quỳ cúng mà Như Lai đây. Mình tưởng nhớ ổng là một vị Phật mà bằng cái cục xi măng, cái cây gỗ cúng ổng đâu có ăn đâu. Giờ suy nghĩ đi, 12 giờ trưa cúng mà ở Việt Nam mình 17, 18 ngôi chùa nó cúng rồi, ổng đi đâu đây, ổng ăn ở chỗ nào? Nếu có ổng thì thôi mình nấu mình ăn đại chứ, thì muốn thờ ổng là phải cảm ơn ổng, là muốn lên thiên đàng trên trời ở ổng có chỉ con đường, mình cúng mình cảm ơn ổng. Còn muốn về Phật giới thì cũng lại ổng, và con cảm ơn Như Lai là để pháp môn này hay quá, con biết con đường về Phật giới. Cúng là giống vậy đó. Nhưng mà cúng nói cho biết vậy, mà cúng ổng là mấy cái trái thôi để mình xuống mình ăn.
chứ đừng có cúng cái đồ trần. Đồ trần là cái loại kia nó vô, là ngạ quỷ nó vô nó ăn, thì thôi đừng có cúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con hỏi là xin bác giảng lý do gì thầy tu Tịnh Độ nói người phổ biến Thiền Tông là của Ma Vương ạ? Hồi xưa người ta nói là Tịnh Độ lên đó là thành Phật rồi. Có nhiều người đã lên Tịnh Độ sống bằng tuổi ông Phật Di Đà. Ông không có hiểu thế giới vật lý này, thế giới vật lý này, sống trong thế giới này hoàn toàn nó có tuổi thọ hết. Con người 100 tuổi ít hơn hoặc nhiều hơn, cõi trời dục giới cũng vậy, 1.000 tuổi ít hơn hoặc nhiều hơn, cõi Tịnh Độ 10.000 tuổi. Cũng có khi lên đỉnh ở mới có 500 mà xuống rồi. Vì cái phước mình có nhiêu đó thôi. Thì người ta thấy mình vạch trần cái này người ta chửi mình thôi. Ông Phật nói ra nó còn chửi ông đồ điên mà hướng chi cái chùa Tân Diệu này nó là đúng rồi, nó chửi là đúng, rất đúng, đúng thế giới vật lý này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Tiếp theo xin mời chị Phạm Thị Quyên, cư ngụ Bình Chánh đặt câu hỏi. Vị tiếp theo chuẩn bị là chị là Nguyễn Khải Hoàng ở Long An ạ. Dạ thưa diện sủ quỷ nhân và tất cả ban quản trị và những người Phật tử có mặt tại đây. Con có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi xin viện chủ giải thích cho con hiểu là thần lực là nói cái gì? Thần lực là nói sức mạnh. Bởi vì ta nói cái người đó mạnh như thần, có là sức mạnh, thật mạnh, người ta là thần lực. Dạ. Yeah. Và câu hỏi thứ hai là phước lực là nói cái gì? Yeah. Phước lực thì nói là người đó có phước nhiều. Có nghĩa là người đó, nói tóm tiếng ra tiếng Việt Nam mình, người đó giàu quá đi. Nên nhớ là giàu quá thì con làm cái gì cũng được. Đa kim ngân phá lực lệ. Thần phước lực là nói vậy. Có phước cái gì cũng qua hết. Có phước con đi tới người ta sắp hàng, con có phước con đưa cái anh bán vé tiền cho con đi trước. Đó là phước lực, là cái lực có tiền nó mạnh hơn người không có lực. Rồi dạ, con hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, cho con hỏi câu thứ ba là thầy tu như thế nào mà vào loài thực vật? Tu thế nào? Tu đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Mình không biết mình đi ra mình bịa mình lừa người ta. Bởi vì cái quy luật nhân quả luân hồi này nè, mình làm ác thì mình đọa xuống địa ngục, làm phước lên trời. Còn bây giờ cái người tu này nè, không có làm phước mà không làm ác, giờ đi đâu? Thì chị vô thực vật sống như thế đâu? Vô cái loại này đúng theo quy luật đó. Có nghĩa là anh biết giác ngộ giải thoát là dạy, còn không biết anh đi dạy người ta, anh lừa người ta, chắc chắn làm thực vật. Nhưng mà con muốn biết người làm thực vật hay không ra thế này, trước khi người ta chết chắc chắn người ta bất động, người ta nghĩa là sống như thực vật. Bởi vì nói tại sao cái người đó sống như loài thực vật là chắc chắn 100% vào loài thực vật sống. Đây là nhân quả của trái đất này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, dạ cho con hỏi tiếp theo là Thiền Tông rất thực tế và rất khoa học, cứ sao những thầy tu không ai chịu tu? Tu Thiền Tông nó đói thì sao? Ta tu ta kiếm tiền mà con tu Thiền Tông ta đói rồi sao ta tu? Có nghĩa là ở nhà lao động một ngày 200-300 ngàn vậy đó, thấy không? Mà vô đây nói bậy bạ chứ còn mấy triệu ai không thích? Con suy nghĩ đi, như thế mà phải bài chuyện ra nói chuyện. Bởi vì cái Thiền Tông không thích, vô đây bác nói cả ngày có ai đưa đồng nào đâu. Mà là tại vì cái nguyện của bác đó là hứa với thiền sư nếu xảo là tôi nói ra cái này ra, đưa tiền tôi không lấy nữa đâu. Bởi vì cái này không đúng, nếu lấy không có được, phải không? Vì thế mà một ông thầy mà đi giảng một giờ bao nhiêu? Con để ý đi, nhiều người nước Việt Nam đi ra nước ngoài, tôi không nói ai, đi qua Hàn Quốc là phải đưa ông 30.000 đô, ở bên gọi là bán vàng đó, qua bên ông thu, ông quảng cáo sao. Mà tôi qua, ông đưa tôi 30.000 đô tôi về, nói mấy ngày tôi nói. Mà bây giờ qua bển mà biết cái vụ này rồi qua ế là bắt đầu hết dám đi rồi. Mới kia bây giờ tôi nói thật là tất cả những người Việt Nam đi ra ngoài này không dám giảng. Giảng là nó ngồi trên mạng mà nó biết Thiền Tông, nó hỏi rồi biết đường nào trả lời.
Rồi khúc đó mà hỏi trả lời không được, nó đâu có cúng tiền đâu, khúc đó đi bộ về đó. Thành ra khi Thiền Tông ra đời, mấy ông giảng sư hoàn toàn ế. Giảng sư thứ thiệt á, thì còn có tiền, chứ giảng sư thứ giả hoàn toàn chết cắt luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Cho con hỏi tiếp theo á, là đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, sao con không thấy chùa nào dạy? Dạ. Bây giờ bắt ông Phật ông nói là khi Như Lai nhập Niết Bàn là cái pháp môn giác ngộ giải thoát không có. Nó đi theo lần Thiền Tông tới 2561 năm mới được công bố ra. Trước 2561 năm hoàn toàn không ai biết giác ngộ giải thoát là gì. Nhưng mà trước đó bác có hé những cái quyển sách nói sơ sơ thôi, chứ hoàn toàn trước mấy quyển sách này hoàn toàn không nói giải thoát, giải thoát mà nói lý luận thôi, nói công thức thôi. Vì thế mà chùa nào hiểu được cái pháp môn Thiền Tông thì mới dạy người ta giác ngộ giải thoát được. Nhưng mà có một điều á, các chùa giác ngộ giải thoát khó lắm chứ không phải dễ đâu. Các chùa giác ngộ giải thoát tự mình phải bỏ tiền ra, không lấy tiền của ai. Rồi làm sao? Rồi mấy người ai có khả tiện, xin lỗi ra coi, nếu con có 5 tỷ á, con cắt chùa ra, con đưa ngân hàng đi, sướng hơn. Không ai nói con, một tháng con được vài chục triệu con xài. Cất 5 tỷ mà vô đó không có ai rồi sao? Thì chỉ có chùa Thiền Tông này, Tân Diệu nó điên. Nó cắt ra, nó không lấy tiền. Mười mấy năm nay nó để đó thôi. Tại chùa này điên, nó mới làm vậy. Chứ không có ai mà cắt chùa ra mà không lấy tiền. Vậy làm sao? Thì con suy nghĩ, người ta chửi là đúng rồi. Thôi hỏi tiếp đi. Dạ, cho hỏi tiếp theo là muốn làm giảng sư Phật học á, phải thông những gì? Dạ. Muốn làm giảng sư Phật học thì phải thông một cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật. Kinh Bát Nhã Ba La Mật là phân tích. Rồi cái bộ sách Duy Thức Học, nó phân tích từ căn bản, từ cấu trúc con người, rồi từ cái thế giới này, những hình ảnh là Bát Nhã, cái bộ mà Duy Thức Học là cao nhất, mà ai vô học cái này nhức đầu lắm. Hồi trước nó thiệt con bắt đọc nó muốn điên mấy lần. Nhưng mà phải ráng chứ, biết sao phải ráng, bởi vì mình lãnh nhiệm vụ này thì phải ráng học cho thông cái này. Bà đưa nguyện bởi Duy Thức Học con hết đi, đọc hết, mẹ đưa cho con cái giáo lý này, con không nói với đưa người khác, ráng bị ham cái quyển giáo lý nên đã cho phải đọc cái Duy Thức Học. Nó mà học xong đâu nó muốn khùng luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ cho con hỏi tiếp theo là một thiền sư thật phải có tiêu chuẩn như thế nào? Dạ. Thiền sư thật. Dạ. Thiền sư thì nó có hai cái dạng thiền sư. Muốn biết cái ông thật đó là ông ngồi thiền phải 8 tiếng đồng hồ, con đứng canh 8 tiếng rồi mới gọi là thiền sư. Còn thiền tông sư đưa hỏi cái gì trả lời nấy, gọi là thiền tông sư. Nhưng mà gọi tắt là thiền sư. Thì tức nhất là chính pháp môn thiền phải hiểu. Nội thiền, ngoại thiền, tà thiền, chánh từ thiền, phàm phu thiền, thiền tông phải rõ thì mới gọi là một thiền tông sư. Tất cả những gì giải thích được hết mới gọi là thiền tông sư. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi tiếp theo. Tổ sư thiền là chỉ cho vị nào? Dạ. Tổ sư thiền là chỉ cho mấy vị tổ có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn Thiền Tông. Từ khi Đức Phật dạy pháp môn này và bí mật truyền theo dòng Thiền Tông để đến nước Rồng công bố ra vào năm 2561 thì nó tương đương là 2017, thì nó đáp ứng cho cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này. Rồi con hỏi tiếp. Dạ xin hỏi tiếp theo là Đức Phật là một đại giác ngộ, Ngài thấy biết được ngoài sự hiểu biết của con người, vậy Đức Phật biết những gì? Dạ. Hồi đó đó mình không biết. Mình cái tối nào cũng thắp nhang lại ông trời. Vẫn ông trời không ở đây đâu lại. Ông chỉ vô cái đó. Rồi ông hỏi chứ thiện linh là ai? Nó Như Lai, không phải tao đổ hiển linh đâu, mấy ông cô hồn.
Ông chỉ cho mình biết vậy đó. Rồi những cái đó, hồi đó tánh Phật không biết, đi tìm tánh Phật, ngầu dụng công để tìm tánh Phật cũng khỏi, không phải lo. Tánh Phật là thấy nghe nó biết tinh tịnh là của con, khỏi ngồi, khỏi thiền. Còn tánh con dữ lắm, 16 tính á, muốn tánh con có tiệt, con giết người ta, con sử dụng cái ác. Còn con muốn mơ mộng là con sử dụng cái tưởng. Ông Phật chỉ từ món mà 16 cái tánh người, ông sử cho hết, hơn người ta là vậy. Con nên nhớ là tất cả không ai chỉ cái này, không có ai mà chỉ rõ cái bằng ông Phật này, mà chỉ có vào pháp môn thiền tông mới chỉ thôi. Đó, vì thế mà không ai biết. Nó khác là khác người ta chỗ đó đó. Ông Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngộ là hiểu, nhập là vào, tri là thấy, kiến là biết. Có nghĩa là thấy bằng tánh Phật của mình, gọi là mới ngộ nhập Phật tri kiến. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ xin bác cho con hỏi tiếp là Đức Phật để tóc mà sao các đệ tử lại cạo đầu? Yeah. Cái này nó có cái nguyên do mà mình phải hiểu. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, 25 tuổi ra tu, ngồi miệt mài tu. Có khi có ông có ra tiệm hớt tóc không? Ngồi làm sao tiệm phải ông để tóc. Khi mà ông làm xong cái nhiệm xu 6 năm rồi, bắt đầu ông đi ra tiệm hớt tóc, ông cạo đầu, ông mua áo cho nó đẹp. Chứ ngày xưa ông mọc là kêu bằng giá áo ổng là cái ngày ổng tu ra là trầm giá khiếu khâu. Vì thế mà bây giờ mình có cái thấy cái cờ Phật giáo nó đủ màu là chỗ đó, đó. Không? Khi mà ổng đứng ra bắt đầu tuyên bố dạy cái pháp môn mà Tứ Diệu Đế đoàn đầu tiên, ổng đi ra tiệm hớt tóc á, ổng cạo hết luôn. Ổng ra bán dạy, ổng mua bộ đồ rất đẹp, ổng mặc ngồi cạo đầu. Rồi ổng mới tuyên bố ta là thầy dạy đạo nè, muốn dạy, muốn hiểu gì ta dạy, muốn hiểu cái gì lại đây ta nói cho nghe. Thì mấy ông kia nghe đó, thấy ông thầy mà khoái ngồi đờ cạo tóc mặc áo đồng, ổng trưởng một cái là mấy ông kia té luôn. Ông nói, ồ ông này có thần thông phải bị 33 khoáng trợ đạo mạnh lắm. Bởi vì 33 pháp quán này nó đưa người ta đến tới cái quả trời chứ không phải nhỏ đâu. Rồi đưa xuống này phải nghe ổng thì ổng phải cạo đầu, dạy 45 năm. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú 45 năm. Vì thế mà tất cả những người tu tiểu thừa bắt ông Phật cạo đầu hết, mới đúng ngày xưa. Còn khi mà 45 năm rồi, bắt đầu năm thứ 46, thì ông mới nói là thôi bây giờ ta dạy hết cái thế giới vật lý rồi, ta muốn dạy giải thoát. Ai muốn tu giải thoát, bỏ hết, chửi ông. Nghe nó bỏ hết, chửi ông dạy đã rồi mới bỏ. Ông nghe, ông đi, ông xem nữa, ông bắt đầu ông đi, ông để tóc lại thì ông bắt đầu mặc áo nâu. Hồi xưa là mặc áo vàng, tới giai đoạn sau mặc áo nâu. Còn trước nữa không mặc áo, mặc áo thường. Trước nữa mặc cái áo trầm giá khiếu khâu. Tới năm 46 thì ông mới mặc cái áo nâu, để tóc đàng hoàng, bắt đầu dạy pháp môn giải thoát. Vì thế mà tất cả những người muốn tu theo đạo Phật và tu theo từng giai đoạn phải để đúng cái giai đoạn ổng. Đó. Thành ra mình phải hiểu cái lịch sử Phật giáo tại sao mà ổng cạo đầu. Hai lần, một lần đầu cạo đầu, lần chót đâu. Vì sao? Nếu mà ổng không cạo đầu á, vì cái thế giới vật lý này ổng biết rằng tánh Phật vào đây mượn thân người có cái gì phải để cho người ta chứ không có cạo. Nếu nó dài quá cắt bỏ thôi. Mà nên nhớ ông Phật là đầu xoắn ốc. Đây là 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Khi ông cắt ra cái tóc, ông nó quăng, ông cuốn thành con ốc. Và thành ra Đức Phật đầu xoắn ốc là cái lý do này. Bởi Đức Phật là 80 vẻ đẹp, trong đó có cái vẻ đẹp của cái tóc. Lý do cạo đầu là vậy. Phải ba phân biệt ba thời kỳ. Thời kỳ đầu để tóc, thời kỳ giữa cạo, gần về Phật giới để lại. Rồi con hỏi tiếp. Dạ câu hỏi cuối cùng của con. Các vị tổ sư thiền tông, sao có vị để tóc, có vị cạo đầu, có vị tu ở chùa, có vị không tu ở chùa? Dạ. Tổ thiền tông là có cái nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền tông. Trong dòng thiền 36 vị tổ thiền tông, duy nhất có hai ông để tóc thôi. Một là ông Mahakasyapa, là ông đầu tiên tiếp nhận nguồn thiền tông phải để tóc lại.
Sau đó ông truyền cho A Nan phải cạo đầu. Cho đến khi mà tổ Bát Nhã Đa La 27 cũng cạo đầu, mà tới ông tổ Bồ Đề Đạt Ma có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền ta đi. Đã có thể dẫn mạch nguồn thiền tông, nếu mà con cạo đầu người ta biết ông thầy, ông trốn, ông làm, ông đâu có biết ai biết ông là gì. Ông là thái tử đi về phương Đông, đi bằng công hàm, làm một thái tử đi là sứ. Vì thế mà vô nước Lương, ông nói mà vô nước Lương không dám nói gì ông, bởi vì ông là một thái tử công hàm chứ đâu phải đi bằng công hàm. Chứ mà đi mà ông cạo đầu rồi thì ông chết liền với ông Lương Võ Đế rồi. Ông biết thế giới này không ai hiểu cái này đó. Vì thế mà trong dòng thiền tất cả các tổ đúng là duy nhất vậy, ông Mahakasip và ông tổ Bồ Đề Đạt Ma là cạo đầu, để tóc thôi, còn bây giờ phải cạo đầu hết. Đồng thiền nó là vậy. Bởi vì nói đi mấy ông thầy tới họ ổn định là thầy tu, mà thầy tu phải để tóc người ta mới biết. Nhưng mà khi để tóc để gì nhưng mà không dám dạy cái này, chỉ nói mơ mơ mà chính lục tổ Huệ Năng khi mà đứng ra tuyên bố dạy cũng không dám dạy thiền tông, mà chỉ dạy Bát Nhã thôi. Vì thôi con thấy trong kinh Pháp Bảo Đàm nó có cái phẩm Bát Nhã là nhiều nhất, còn mấy bẩm kia ông nói lờ mờ thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con dạ con xin hết, để con hiểu rồi, cảm ơn viện chủ. Dạ. Tiếp theo xin mời anh là Nguyễn Khải Hoàng ở Long An đặt câu hỏi à. Vị tiếp theo chuẩn bị đặt câu hỏi là anh Nguyễn Ngọc Thiện, cư ngụ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin chào soạn giả Nguyễn Nhân và ban quản trị. Con có 9 câu hỏi được hỏi như sau ạ. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy tướng thế gian thường còn là gì ạ? Ở trên trái đất này là kêu bằng tất cả cái gì đó là còn tồn tại. Con người mình không có tồn tại hoài, nó đi luân hồi. Mà tất cả con cái mà có tồn tại vĩnh viễn là cái gì? Đất, nước, gió, lửa và điện từ âm dương. Tướng thế gian này nè, là đó. Đất, nước, gió, lửa, tứ đại và cái điện từ là tướng, đó là tướng đất. Đất nó thành một cái cục, gió thì nó có không khí, lửa là nóng, cho đó nó tồn tại. Còn nếu vào bất cứ đâu, nó phải biến chuyển theo quy luật vật lý của nó, gọi là tướng thế gian thường còn. Nhưng mà mình nói cái tướng, mình thấy điện mình không thấy, chứ sự thật bây giờ nhà khoa học nó đã thấy. Mình hồi xưa nghe nói điện mình không thấy, chứ bây giờ nhà khoa học nó thấy, nó biết. Bây giờ mà biết gì? Thì tất cả những gì mà hình ảnh ở trong không gian này nó bằng điện. Bây giờ anh có điện thoại, bóc ra anh bấm số lấy được. Chứ hồi xưa nói tướng thế gian thì bởi vì mấy ông thầy giảng sai, mà ông thì một kiểu không biết cái tướng, ông không có biết cái tướng điện. Thành ra trong kinh nói mà bởi vì cái này phải là mấy ngàn năm sau người ta mới hiểu. Đó, tướng thế gian thì còn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nói vậy. Đất, nước, gió, lửa và điện từ âm dương. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu số 2 ạ. Lý do gì pháp môn thứ 6 là đạo Phật Thiền Tông Đức Phật không dạy thời của Ngài được? Cái thời con suy nghĩ, thời Đức Phật thời đồ đồng, cái hiểu biết con người rất hạn chế lắm. Tại vì ổng dạy, ổng hiểu cái này là tại vì ổng Phật nhãn ổng mở ra, ổng mới thấy hết. Nhưng mà dạy không được thì bắt buộc phải đi theo đợi cái đời nguyên tử mới dạy được. Mà phải là tới cái thời con văn minh mà nhìn được. Bây giờ ngày xưa nói về nền văn minh không gian ai hiểu cho. Bây giờ nghe nói nền văn minh không gian người ta hiểu thì mới dạy cho người kia. Nhưng mà nên nhớ rằng 1.000 người nghe chỉ có một người tu thôi, chứ không có nhiều đâu. Đó lý do đó mà Đức Phật không dạy từ cái thời kỳ đồ đồng được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu số 3. Quỷ ma là chỉ cho ai ạ? Quỷ là quỷ quyệt, ma là mờ ám, chỉ cho cái người mờ ám quỷ quyệt. Vì thế mà ai ăn cắp được đó thì người ta chửi mày là quỷ bị ma. Tức là quỷ quyệt ăn cắp của tao là thành áp dụng cho cái người đó là quỷ ma đó. Rồi con hỏi. Dạ câu số 4 ạ. Ma vương là chỉ cho ai ạ? Chữ ma là mờ ám, chữ vương là vua. Vua mờ ám nó thuộc xếp trong siêu quỷ siêu ma đó. Quỷ vương là quỷ, chứ mà quỷ là mờ ám, mà cỡ cực bực vua luôn. Thì nó chỉ cho cái người mờ ám mà siêu đẳng.
Rồi câu hỏi tiếp đi. Chánh giác, chánh tính, chánh niệm, chánh ngữ có giải thoát được không ạ? Này hoàn toàn không giải thoát được. Cái này là cái văn học nói. Muốn giải thoát thì phải có công thức, chứ không phải ngồi đó nói nó tôi chánh giác, tôi chánh niệm, tôi chánh ngữ cũng là mới nói mà 10.000 năm cũng đã ăn thua vậy. Muốn giải thoát thì phải thực hiện bằng công thức của pháp môn đạo Phật Tiền Tông. Muốn giải thoát được, chứ ngồi đó mà chánh hoài nói về 10 năm rồi cũng ngồi tại chỗ chứ không giải thoát được. Rồi câu hỏi tiếp. Trong đạo Phật người nói ba sàm ba láp là chỉ ai ai nói à? Đạo Phật là giác ngộ giải thoát. Mà mình nói không đúng mình nói hoài tới đó mình nói sàm. Biết giác ngộ giải thoát thì nói, không biết cái ngộ đó tối ngày đi giảng đạo tối ngày mà không biết nói gì thì mấy ông đó mình nói sàm ba láp tối ngày. Rồi hỏi tiếp. Dạ câu cuối à. Phật tông là tông gì ạ? Phật là một vị toàn năng toàn giác. Tông là cái tông của ổng dạy. Thì đạo Phật nó có 6 tông. Thứ nhất, tông tiểu thừa, Phật tông tiểu thừa, tu tiểu thừa mà tu tứ niệm xứ là giàu như hồi mơ tôi nói, giàu nhất. À, rồi tông thứ hai thì tông trung thừa, làm giảng sư mà nếu tu tiến luyện sứ cũng giàu nữa. Rồi tông thứ ba làm kỹ sư còn giàu thế. Còn tông thứ tư lên cõi trời cực lạc đó, lên hưởng sung sướng. Còn tông thứ năm là cái tông làm thần y trị bệnh. Còn cái tông thứ sáu ngồi đấy nè. Tông thứ sáu Thiền Tông đang ngồi đấy nè. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ xin hết ạ, à. Cảm ơn ạ. À. Theo xin mời anh Nguyễn Ngọc Thiện đặt câu hỏi. Vị chuẩn bị là anh Nguyễn Văn Trung ở quận 8. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng tập thể ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con tên là Nguyễn Ngọc Thiện, con có một số thắc mắc, kính mong bác giải đáp giùm. Câu số 1, người không tu chết sẽ đi về đâu ạ? Không tu chết thì theo cái nghiệp của mình, theo nhân quả của mình, chứ biết đi đâu. Anh sát hại thì đi cái loài khi mà gây trọng nghiệp thì xuống địa ngục ở. Còn lừa gạt người ta vô rừng có nghĩa là không tới thì đi theo cái nghiệp của mình. Chứ đây không nói không đi về đâu được, đi lục đạo luân hồi, anh muốn đi đâu đi theo cái nghiệp của anh làm á. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là tu theo pháp môn tiểu thừa thành tựu cao nhất là gì ạ? Thành tựu cao nhất là A-la-hán. Ngồi đó 37 pháp quán quắc sau cùng là quắc diệt tận định thì vô A-la-hán. A-la-hán là gì? Là thành thánh rồi, thánh bất động rồi. Tu mà đạt thành thánh là khỏe rồi. Vô thánh bất động vô núi ngồi. vô núi ấy, mà vô hang cho sâu, chứ là ở ngoài không được. Ở ngoài nó nghe tiếng động không được. Hang núi vô cho sâu. Mà trong miền Nam mình không có núi sâu. Có Hà Tiên nó có cái thạch động nó chui sâu chứ. Tu rồi chui xuống đó. Ở đây còn miền Bắc thiếu gì chỗ. Miền Bắc hang động nhiều lắm. Ai mà tu mà đạt được thánh rồi ra miền Bắc ở sướng lắm. Vô hang núi các bạn. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 3 là đạo Phật tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, mỗi pháp môn tu có mấy quyển kinh à? Mấy quyển kinh mấy không? Tiểu thừa thì nó có 2 quyển kinh vô trường A Hàm và trường Bộ. Trung thừa thì nó có 1 quyển kinh và 1 quyển sách. Một quyển quyển kinh đó là Bát Nhã và 1 quyển sách là Duy Thức Học. Đại thừa nó có 12 quyển. Lăng Nghiêm, Duyên Giác, rồi Tứ Thập Di Chương, rồi Diệu Pháp Liên Hoa 12 quyển như hồi sáng coi báo cáo rồi đó. Còn niệm Phật có 2 quyển kinh, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Niệm chú nó có 3 cái quyển kinh, lấy trong 3 câu thần chú trong 3 cái quyển kinh. Dược Sư, Từ Đại Bi, rồi Thủ Lăng Nghiêm. Đó. Còn Thiền Tông, Quyền Ký và Giao Ly. Mà bây giờ Quyền Ký ra phần nửa rồi ra, còn phần nửa chưa ra. Giáo Lý bây giờ chuẩn bị la lên, nó không biết có ai cho ra không, cho ra trốn luôn.
Rồi hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo là muốn vãng sanh lên nước cực lạc sống phải tu như thế nào? Muốn vãng sanh cứ cực lạc sớm á, nên nhớ rằng tất cả những người tu vãng sanh phải có tiền à. Không có tiền đừng tu, mất công uổng lắm, ngồi đó niệm hoài uổng lắm. Lên nước cực lạc Tây, mình phải hiểu là Tây phương cực lạc. Lên Tây phương nó rẻ hơn mà lên Tân phương cực lạc. Của người lên đó rồi phải ăn chơi dữ lắm thì phải mất tiền gấp đôi ha. Nó còn nếu mà con không giàu đừng có nên lên Tây tu Tây phương cực lạc. Giống như ở đây, ở trái đất này, con muốn đi chơi Tây phương cực lạc trái đất đi, con qua Mỹ, qua Pháp ấy, có nghĩa là qua bên Pháp á, còn mà con ở không á, con không đi chơi á, thì nó rẻ tiền. Qua bên chơi cực lạc thì tất cả những cái cơ sở vui chơi con phải vô, con phải có tiền. Lên nước cực lạc cũng vậy, con phải có tiền. Bây giờ ai ở đây muốn tu nước lên Tây phương cực lạc thì phải là sao? Trong túi phải có 1 tỷ đồng đi làm phước đi. Mỗi lần đi vô một cái nga tình nghĩa, bây giờ tôi cho bà đó, tôi có phước tôi lên trển á. Đúng 1 tỷ đồng chết chắc chắn 100% thần tự hành đưa mình lên nước Tây phương cực lạc liền. Còn 800 ngàn á hả, tôi đừng có mong 800 ngàn đi tới Tây Tạng thôi chứ không có lên Tây phương. Còn tôi coi có 100 ngàn thôi lên Tây Ninh, đi xe đò lên Tây Ninh chứ đừng có đi, chứ đừng có mong lên Tây phương cực lạc. Đừng có tưởng tôi tu lên Tây phương cực lạc vậy. Tây phương cực lạc là tiền phải có thật nhiều, tính là tiền Việt Nam phải 1 tỷ đồng anh mới tu được. Còn ngầu đó mảnh gõ lóc cóc, anh nói ai với đạo Phật còn lâu. Giống như con lợi công ty du lịch mà cứ lại hoài, nó là ông giám đốc cho tôi đi chơi, lại giám đốc cho tôi, nói mình khùng. Anh khỏi cần lại tôi, anh nên đóng cái tiền Mỹ 30 triệu rồi tôi dẫn anh đi chứ đừng ngồi để lại bất công lắm. Đóng có 10 triệu mà đặt lại gì. Hiểu thế giới vật lý này rồi hiểu cho rõ. Vì thế mà đạo Phật ra đời để nói cho rõ rằng anh muốn tu ở ngoài rầy anh hết á, nhưng mà anh đừng có làm cái chuyện mất công. Muốn đi Tây phương cực lạc phải tiền cho nhiều. Giống đi muốn đi chơi Mỹ đi Tây mà có 2-3 triệu bài đặt đi Mỹ đi Tây làm sao đi tới. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ. Câu hỏi kế tiếp là muốn trở về Phật giới phải tu như thế nào ạ? Muốn về Phật giới phải không? Dạ. Dễ ở có công đức rồi đi lại chùa Tân Diệu á, người ta truyền thiền á, xin cái bãi đi về Phật giới, ăn cắp cái này đấy, quải số công đức chạy về. Đi về Phật giới dễ nhất, rẻ nhất, không ai bằng. Về Phật giới giống như mình đi về nhà, đi bằng xe bus thôi, có mấy ngàn đi cũng được nữa. Nhưng mà mình muốn về là không. Bởi vì người ta làm, người ta tưởng đâu tu thiền tông nó khó, sự thật tu dễ hoàn toàn. Bây giờ con suy nghĩ nè, không làm cái gì hết mà tu mà khó cái gì? Biểu có nhà lo nhà, có cửa lo cửa mà khó cái gì? Tạo công đức lâu lâu kiếm được người đưa cuốn sách cho người ta mượn, nó hiểu rồi mình có công đức rồi về. Không lẽ cả cuộc đời mày không kiếm được 2-3 người đó. Chính tu thiền tông là rẻ nhất mà dễ nhất, mà người ta bảo là khó nhất. Tại tao không chịu tu được cái ngồi đó, tưởng được cái tưởng đi đó. Bây giờ tưởng đi Tây phương cực lạc thì tôi nói đó, 1 triệu 1 tỷ đồng chứ không phải đó, 20-30 ngàn mày đạt đi làm phước thiện 20-30 ngàn rồi đi lên Tây phương cực lạc, không có chuyện đó đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi kế tiếp là lý do gì ngồi niệm câu thần chú mà phát ra linh thiêng? Bây giờ nên nhớ một điều, trái đất này là ngũ thú tập cư. Mình làm đây chứ tôi nói là mấy ổng ngồi gần đây nè. Bởi vì con thường thường con ngồi thiền, con hỏi thanh vắng, thường thanh vắng là ổng tới, mấy sư phụ tới. Con tưởng bây giờ tôi ngồi thiền tôi thấy ông A Di Đà, 5 phút sau ổng nghe ổng hiện cho con thấy, là thấy khoái quá. Mà nên nhớ thấy hoài thì phải đi theo ổng, rồi khúc đó là giống như bữa không có ai đó ngồi đã rồi giờ thấy rồi nó chạy tầm bậy luôn, bị ông Phật dẫn đi mà thấy ông Phật dẫn đi rồi sao. Thành ra thiền tông mới nói rõ rằng ngồi thiền thấy chứ không phải không, nhưng mà thế giới này phải hiểu căn bản là thần người ngã quỷ nhiêu đó, nó coi chừng ai nhập. Thì chỉ có cô hồn nó nhập thôi, cô hồn nó sống ngoài dòng nhân quả. Muốn nhân quả thì con người phải bằng xương, bằng thịt, suy nghĩ, hành động mới có nhân quả. Còn tất cả các nơi kia không có.
Bởi vì cô hồn nó mua làm gì, nó đâu có phải bằng thịt đâu, nó mượn mình. Thí dụ bây giờ cô hồn nó nhập con đi, con ra con nói tầm bậy người ta quánh con chứ đâu đâu quánh cô hồn. Nó đứng ngồi trong nó cười, giống như con mặc cái áo sắt đi, nó quánh cái áo sắt chứ đâu có trúng con đâu. Thì cô hồn cũng chơi cái kiểu này là. Thành ra có nhiều người tại sao nó nhập vô quánh tư bầu luôn, nó chưa chịu ra. Nhưng mà muốn cho nó ra, đem cái kinh 36 về tổ đọc thôi, chạy bắt. Nó sợ, vì nó sợ cái lực. Nó sợ cái lực này, bởi vì nó là âm. Thì cái lực này cực dương, nó nghe tới là nó sợ rồi. Nó đây là cái lực đối trị, thiền tông đối trị với cái loại âm binh ở cô hồn á. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi kế tiếp là: ở nơi trái đất này hiện tượng lạ là do ai làm ra? Hiện tượng lạ là do thánh, do vị thánh làm ra. Còn ông con muốn hỏi thánh thì con đi lợi cái chỗ linh đó, hỏi thưa thánh thánh nào á. Ví dụ con thấy cái chỗ đó linh thì con lại con đốt cái nhà kính thưa thánh thánh là ai vậy, con hỏi vậy. Tự nhiên nó nói cho con nghe, con vừa quay ra một cái mặt con sưng liền. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi cuối cùng là: loài cô hồn có nhiệm vụ gì ở nơi trái đất này? Nhiệm vụ này thì nó không có nhiệm vụ thôi, mà nó đi chọc nó phá ta thôi. Con thích linh thì nó nhạo vô cho con linh thôi. Còn nó con muốn cúng thì nó làm hiện tượng lạ, con cúng cho nó ăn thôi, có vậy thôi. Cô hồn nó là vậy, nó không có nhiệm vụ hết. Nhưng mà nó chiều người. Tất cả người nào thích linh thiêng nó làm cho thấy để cúng cho nó ăn. Thích thấy ông Ngọc Hoàng Thượng Đế nó làm cho con thấy. Nhưng mà nó không à, bởi nó ngoài dòng nhân quả, nó muốn làm cái gì làm, nó muốn xưng gì nó xưng. Của hồn nó có vậy thôi, chứ không phải có nhiệm vụ. Mà cái nó chiều lòng của con người. Con ngồi cứ ngồi thiền mơ mộng thấy ông này, cái thử nhạo vô cho mày thấy. Chứ ông Phật nào đâu đây mà thấy. Bởi vì thiền tông ra đời để nói cái này cho rõ ràng, đừng có làm bất cứ cái gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn máy rồi, con xin hết rồi. Tiếp theo xin mời anh Nguyễn Văn Trung đặt câu hỏi. Vị chuẩn bị là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung ở Gò Vấp. Dạ thưa chú, xin cho con hỏi vài câu. Thưa chú, điện từ quang là loại điện từ gì, ở đâu và công dụng ra sao? Điện từ quang là cái loại điện sáng thôi, mà nó sáng ở bên Phật giới. Là cái điện từ quang này á, thì cái công dụng của nó đó thì làm ra cái vỏ bọc tánh Phật, rồi đi vào trong này nhé, vô đâu thì nó điều khiển cho cái vật thể đi đó. Điện từ quang là điện sáng thì nó có bổn phận làm tánh Phật, nhưng mà cái nó có cái rung động đưa tiếng nói đi xa thu lại gần, nó nằm trên bên Phật giới, điện từ quang. Còn bên thế giới vật lý này gọi là điện từ âm dương. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, mục đích của người lập ra đạo để làm gì? Mục đích người lập ra đạo là để thỏa mãn cái lòng mơ tưởng của con người. Bây giờ không có đạo thì con người sẽ điên. Giờ tôi muốn mơ gặp thánh mà chẳng cần không có đạo thì sao tôi mơ? Bắt buộc phải có cái đối tượng. Bởi vì trong cuốn đạo là thần thánh tiên, bắt buộc phải có. Giờ con thích sung sướng thì tu độ tiên, muốn lên trời tu độ trời, muốn làm thánh tu làm thánh, muốn làm thần tu thần. Đạo để thỏa mãn cái lòng ham muốn con người. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ ở Việt Nam có rất nhiều đạo, vậy mỗi đạo tu để làm gì? Việt Nam thì hiện giờ thấy có mấy đạo, như đạo Thiên Chúa tu để lên thiên đàng. Còn đạo thần thì theo bên Trung Hoa có phong thần đó, Khương Tử Nha đó, chết thì được phong thần. Đạo tiên chết được làm tiên, đạo mẫu chết làm con của mẹ. Nó có nhiều cái đạo. Đạo Phật sáu con đường đi, năm sáu con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới. Đạo Phật nói vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, điện từ âm dương có mấy loại và công dụng của nó? Điện từ âm dương có hai loại. Một cái loại điện
tự nhiên để nó cuốn hút cái thế giới vật lý và tam giới này, và nó cuốn hút từng tế bào con người, thân con người. Điện tử dương nó là vậy. Còn điện từ vật lý có nghĩa là sau này mới chế tạo ra 200 năm nay thôi, là mình đang xài gọi là điện từ vật lý để thắp sáng và làm phương các phương tiện khác, gọi là điện từ vật lý là do con người tạo ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người tu theo đạo Phật cớ sao phân loại tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, Tịnh độ, mật chú và thiền tông, tại sao phải phân loại như vậy? Cái này là để đáp ứng cho từng người. Bây giờ ông đó muốn có thần thông thì ông tu mật chú, còn muốn giảng sanh thì tu Tịnh độ, muốn làm kỹ sư thì tu đại thừa, muốn làm giảng sư trung thừa, muốn làm a la hán tu tiểu thừa, muốn trở về Phật giới thì tu thiền tông. Bởi vì nó sáu con đường luân hồi và con đường trở về Phật giới, ai thích cái gì thì vô đó tu. Nhưng mà cái thiền tông sau này mới phổ biến ra, 2517 mới phổ biến ra, chứ trước đó không có, không, ta không biết. Trước năm 2017 không biết con đường về Phật giới đi bằng con đường nào, mà chỉ có đi túng thôi. Tưởng đâu đi thuê cái đám ma để trong cái hộm giảng sanh về cực lạc hưởng đời đời. Mấy ông đó bày đặt làm gì chuyện ở trong này đời đời. Tưởng đưa ổng có mấy triệu mà làm mấy triệu mà bày đặt cúng để lên giảng sanh về cực lạc, không có khó chuyện đó đâu. Thế ổng lừa mình thôi, chết chết. Nếu mà sợ buồn quá thì kiếm mấy cái đĩa mở ra nghe khỏi tốn tiền, rồi cúng đi. Một về ra gò, hai vô lò, có hai đường đi. Một vô lò, hai ra gò, xong. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con thấy thầy tu mặc rất nhiều màu áo, xin thầy giải thích. Màu áo thì theo đạo Phật nó có ba cái màu. Cái màu mà xanh là của người Phật tử, không có nói về người tu được. Mà thí dụ mình mặc cái màu vàng thì nói về cái phái tiểu thừa ngày xưa Đức Phật đã dạy, cao đầu dạy. Còn cái phái đại thừa đó thì nó cũng mặc cái áo màu nâu, nhưng mà nó nhớ là nó mặc lạc hơn nha. Còn cái thiền tông đó, nó mặc đậm hơn. Còn tu mật chú tông phải mặc màu đỏ, kêu mà vàng đỏ để người ta biết. Vì thế mà con mặc cái áo nào người ta biết con tu cái gì. Đó là vậy. Ví dụ mặc cái áo mà đấy, màu xanh đó thì ta nói đây là Phật tử. Cái không phải là chính gốc của con người tu, mà cho mọi người đi ăn theo người tu thôi. Còn đầu vàng thì bắt đầu tiểu thừa, trung thừa, tiểu thừa, trung thừa mặc cái áo màu áo vàng. Còn màu nâu này nó có hai cái dạng. Nếu mặc cái màu vàng này mà ngắn á, là cái ông thầy đi lao động mặc cái ngắn. Còn mặc dài thì gọi là ông thầy đứng ra giảng pháp, nghe không? Còn mặc đồ đỏ thì mặc đồ đỏ là tu mật chú. Mà tu này là mật chú này thương đất lắm, thành ra đi đâu phải lại đi đất, đi chừng con đi 10 thước phải lại 10 lại, phải lại sát ra mật chú. Bởi vì nó linh từ đâu? Nó linh từ đất đi lên. Thành đã bắt buộc mấy ông tu phải lại kiểu này. Mình thấy người ta lại mình tưởng mà không biết đây là cái thuật của người ta, tại mình không hiểu. Mặc màu đỏ biết tu mật chú, mặc màu lam, màu đỏ, màu nâu mà ngắn biết ông này đi lao động nè. Còn nếu mà ông mặc màu nâu mà dài, ông này là ông thầy tu á. Rồi còn mặc màu đỏ là một màu vàng đó, ông này tu tiểu thừa đó. Đó mình phân biệt vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, cho con hỏi là người tu theo đạo Phật có bằng cấp gì không? Đạo Phật nếu mà tu vật lý thì nó có 4 đẳng cấp. Mới vô tu là sa di, tu 5 năm thì đại đức, 15 năm thượng tọa, 20 năm đến 40 năm hòa thượng. Còn thiền tông hiểu căn bản thì Phật tử thiền tông, mà hiểu sâu thì Phật gia thiền tông, mà giúp được nhiều người thì
thì ta phóng thiền gia để cho đi làm việc thôi. Thiền tông nó có ba phẩm cấp, vật lý bốn phẩm cấp. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ cho con hỏi là tại sao có một đề tài mà mỗi thầy giảng một kiểu? Mỗi thầy giảng một kiểu là tại người ta không có giáo lý. Giống như con á, nó đi học, con học của chương, con học hết của chương rồi, ai hỏi gì cũng nói đúng. Còn nếu mà con không học của chương rồi sao? Hỏi thì con học thì cô tưởng sao con nói vậy? Thấy ông thầy mà đi mà giảng không, mỗi người nói một kiểu là tại không có giáo lý. Có giáo lý 10 người nói như một. Vì thế mà tôi nói nè, thí dụ ngày xưa mình không biết á, thì hỏi chứ Phật tánh là gì? Không ai biết. Tiếng ông nói này bà nói kia. Nhưng mà giờ vô thiền tông hỏi Phật tánh là gì? 100 ông đó đều nói đúng 100 ông. Là có học cái này, có học cái pháp môn. Đây là một phần nhỏ của giáo lý đưa ra. Thấy không? Còn bây giờ những cái mà tuyệt mà có giáo lý chưa nói ra, thầy chưa biết. Giờ nếu mà tuyệt mà nói giáo lý nó ra, hỏi thì không ai biết, cũng là tưởng tượng thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn bác. Tiếp theo xin mời chị Hồng Nhung ở Gò Vấp đặt câu hỏi. Vị chuẩn bị là anh Trần Văn Khiết, cư ngụ ở Tân Bình. Kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, kính thưa các quý Phật tử tham gia ngày hôm nay, thì qua thời gian tìm hiểu về Thiền Tông thì hôm nay con có những cái câu hỏi mà muốn hỏi ban quản trị chùa Thiền Tông. Thứ nhất, các nhà khoa học và nhà vật lý học họ khen đạo Phật là tinh hoa nhân loại, vậy tinh hoa ở phần nào? Tinh hoa là đạo Phật Thiền Tông nó giải thích được tất cả những gì hữu hình vô hình của trái đất này. Các tôn giáo khác không có giải thích được cái này. Đó, tinh hoa là chỗ này. Nó giải thích được từng cái vô hình, ngày xưa vô hình không biết cái gì, mà Thiền Tông mới dám giải thích cái vô hình này. Còn hữu hình nó biết cấu tạo như thế nào thì đạo Phật Thiền Tông mới nói được. Nhà khoa học nó thấy này nó mới cảm phục. Nói là từ xưa tới giờ không có tôn giáo nào mà trả lời được cái này hết, mà bây giờ Thiền Tông nó mới là giải thích được. Thì nó khen lọc là tinh hoa nhân loại. Nhân loại muốn tìm hiểu thì phải tìm hiểu các tôn giáo, thì phải hiểu cái pháp môn Thiền Tông của đạo Phật. Nói gì trả lời được cái đấy, gọi là tinh hoa nhân loại. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ hai là thầy tu theo đạo Phật là phải từ bi, cớ sao có nhiều thầy tu có bằng cấp cao lại chửi người trình bày giác ngộ và giải thoát rất khủng khiếp như cố thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, chửi như sau: chửi người viết sách có giấy phép xuất bản đàng hoàng là sạn sỏi đá lúa, sao thầy Thích Nhật Từ này giống người bán cá vậy? Chửi người viết sách là người bị bệnh hoang tưởng, thầy Thích Nhật Từ này giống như gã du côn vậy. Chửi người viết sách là bị bệnh tâm thần, thầy Thích Nhật Từ này giống như kẻ giang hồ vậy. Bây giờ người tu á thì ai cũng hai thứ tánh. Nếu mà thầy Thích Nhật Từ sử dụng tánh Phật thì không có chửi. Từ bi mà ta đúng chứ. Tánh người, nếu mà sử dụng cái ác thì muốn chửi gì ta chửi. Giết người còn được chứ đừng có chửi này cũng thua gì. Thấy không? Có nghĩa là con người mà tu mà sử dụng tánh Phật là từ bi. Tánh người kiến chấp là chửi tấu đà. Ác nữa thì đập luôn. Hai tánh, con người ai hai tánh? Anh muốn tu từ bi thì sử dụng tánh Phật. Ai nói vậy nói buồn. Còn tánh người 16 thứ: thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạng nghi ác kiến. Trời tấu đà luôn. Đừng có lo. Thế gian nó là vậy. Đời con hỏi tiếp đi. Dạ con có câu nữa là thầy Thích Nhật Từ có chửi soạn giả Nguyễn Nhân là nói bá xàm bá láp, như vậy
Tôi xin hỏi tại sao một vị tu hành có học vị rất cao mà còn rất sân si và những lời nói như vậy? Xin trưởng ban giải thích ạ. Thì ông sử dụng tên người, thì ông chửi muốn nói gì đó, bá xàm, bá láp, đồ điên, đồ khùng không thành vấn đề. Có nghĩa là tên người sử dụng tối đa không sao. Người tu sử dụng tên Phật là từ bi, không có chửi ai hết. Trật trúng là chuyện của người ta, mắc mớ gì mình chửi. Còn mà nếu mà sử dụng tên người không mắc mớ gì mình cũng chửi hết. Tại vì người ta sử dụng tối đa về tên người. Cái đó gọi là cái con người của thế giới vật lý này. Con người này gọi là thế gian, gian manh xảo trá ác gì đó, cái chuyện của ta. Thế gian này học được quyền hết, không có lo. Mình sống ở thế này thì mình phải hiểu rằng gặp ông Phật thì mừng, gặp trong cô hồn mình đã đáng chịu, không có buồn ai hết. Thì muốn chửi gì chửi, thoải mái thôi, đâu phải sao. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ ba của con là: Thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ đi nước ngoài giảng đạo. Câu trước nói một vị Phật ra đời phải 10 tỷ năm, mới vừa nói xong đính chính lại là 5 tỷ năm, rồi đính chính lại là 7 tỷ năm, rồi tới 8 tỷ năm. Như vậy, cho tôi hỏi, sao thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ có bằng cấp cao tột, sao ăn nói kỳ vậy? Câu nói ăn nói hai lời á. Nói đúng rồi, ta học cao thì ta muốn nói gì nói. Bởi vì văn học mình có nói là dai mang túi bạc kè kè, nói lớn níu líu cũng nghe rầm rầm. Ông học cao muốn nói gì nói. Ta tiến sĩ con không biết, con biết ông nói con biết có đúng không. Nếu học cao là muốn nói gì nói, nhà giàu muốn nói gì nói. Nhà giàu nói gì cũng đúng hết, học cao nói gì cũng đúng hết. Thôi mình chấp nhận vậy đi. Thế gian nè, bởi vì cái ông nói nhà giàu á, con nói gì ông cũng vỗ tay đó. Còn nếu mà nhà nghèo nói nó chửi vậy. Thế gian không sao đâu. Thì ông có bằng tiến sĩ thì ông nói gì nói, cái gì cũng đúng hết, cũng xưa đúng hết. Hiểu chưa? Bữa nào gặp ổng đi hỏi ổng. Rồi. Dạ, câu tiếp theo của con là: Vua Trần Nhân Tông có phải tu theo pháp môn đạo Phật Thiền Tông không? Mà thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ tu ở chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nói trong đạo Phật không có pháp môn đạo Phật Thiền Tông học. Tức Đức Phật Thích Ca không hề dạy pháp môn Thiền Tông trong lịch sử, mà pháp môn này chỉ do người Trung Hoa sáng lập ra thôi. Xin trưởng ban cho biết. Ông Trần Nhân Tông, theo lịch sử viết lại, ổng là tổ thứ 34 dòng Thiền Tông. Ông tập Thiền Tông thì tu Thiền Tông với tu, và đó là tổ, không tu gì vậy. Còn ông Nhật Từ, ổng nói thì diễn của ổng, ta học tiến sĩ, ta muốn nói gì cũng nói. Chứ bây giờ biết sao giờ. Còn bây giờ trật trúng thì người nào có học thì tự cho ta biết. Chứ đã tiến sĩ ta nói là tiến sĩ rồi, muốn nói gì nói. Muốn nói con rắn hay con rồng không được, con gà nói con vịt mình cũng phải nghe. Đừng có cãi thôi. Ta tiến sĩ, cái nào mà tiến sĩ học cao nói gì cũng đúng hết, dạ gì cũng đúng hết. Dạ, bởi vì ngài giàu á, nói gì cũng thưa ngài, ngài nói đúng hết. Làm quan lớn á, thưa ngài, ngài nói gì cũng đúng hết. Chứ người dân không được. Thì thôi, trên thế gian này cái người giàu nói gì cũng đúng, mà người học cao nói gì cũng đúng. Mình không có học thì thôi, chịu thua đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo của con làm: Ông giám đốc cà phê Trung Nguyên tuyên bố ông ngồi thiền suốt 49 ngày như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nay ông là người dạy đạo Phật chính thức ở trái đất này. Vậy ông giám đốc cà phê Trung Nguyên tu chứng được gì? Xin cho biết ạ. Tôi có nghe trên cái mạng, ông lên trên Đắk Lắk ha. Ông vô trong cái dãy Quỳnh Sơn, ông tu. Rồi ông 49 ngày. Hồi nãy nguyên tắc trái đất này tu mà phải lâu nhất, nếu mà tu miệt mài lâu nhất 49 ngày phải phát ra liền. Bởi vì nếu tu thế giới này mà ở vô núi là 9 ngày, 19 ngày, 39 ngày không ra, bắt buộc 49 ngày phải thoát. Vì thế mà ông Phật ông cũng ngồi tu 49 ngày ông mới ra. Thì ông Trung Nguyên thì thành thánh rồi. Thì tất cả người tu đó là thành thánh hết. Nghĩa là ngồi dụng công mà tu được này được kia là thành thánh hết.
Thì giờ ổng tên gì á tôi không biết, nhưng mà rồi là thánh đó, đó. Nếu ngồi thiền 49 ngày chắc chắn thành thánh. Còn thành thánh gì thì hỏi ổng. Tôi biết là thánh rồi chứ không biết thánh gì. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, câu cuối cùng con. Người đi nghe thầy giảng đạo Phật là để giác ngộ và giải thoát. Cớ sao thích nghe thầy nói chuyện vui cười mà không chịu đi tìm nơi đạo giác ngộ để nghe? Xin cho biết lý do. Nói đúng, giác ngộ giải thoát nó buồn lắm. Nghe ông thầy nói vui. Con nên nhớ rằng con đi vô cái rạp hát á, mà nó nói vui con khoái vô hừng cái rạp hát mà nó nói không có cười. Thấy không? Thì ngoài đời nó cũng vậy, chỗ nào mà ông thầy nào nói vui tới vỗ tay khoái tới. Còn cái gì giác ngộ giải thoát vô nó buồn gần chết. Nó trơ trẽn, nó khô khan thì người ta không tới. Thì người ta thích cái chỗ nào vui người ta tới. Thế gian nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hết, con cảm ơn ban quản trị. Tiếp theo xin mời anh Trần Văn Khiết đặt câu hỏi. Vị chuẩn bị là chị Trần Ngọc Linh ở Bình Tân. Kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, cho con hỏi là 7 câu. Tu theo đạo Phật phải hiểu như thế nào là không mê tín? Tu mà không mê tín phải không? Thì mình phải dùng cái đầu sáng suốt của mình. Còn nếu mình tu mù là mê tín, mình nhận xét cái đó đúng mới tin, không đúng thì không tin, thì mới là không mê tín. Đụng đâu tin đó là mê tín, đụng đâu tin đó ta gọi là tu mù. Giống như mình không tu mù là không thấy đường á, mình đụng đâu mình đi đó. Còn mở con mắt rồi thấy đường nào sao mình biết. Đạo Phật cũng vậy đó, tu phải cho hiểu thì không tu mù, không mê tín. Cô không hiểu là mê tín. Hỏi câu thứ hai, hiển linh là do ai làm ra? Hiển linh là do thánh. Bởi vì thế gian là nói thánh hiển linh, nói hiển linh là do thánh. Ông Phật không làm hiển linh được, ông thần không làm hiển linh được, mà các loài khác cũng không làm hiển linh được, con người mình cũng không làm hiển linh được. Duy nhất chỉ là thánh mới làm hiển linh thôi. Vì thế mà thường thường đi nghe thánh hiển linh, chứ không ai nói con người hiển linh cũng có, mà phải nói là thánh. Trong quyền ký của Đức Phật nói tâm tài lực là để làm gì? Xin cho biết rõ. Tu Thiền Tông tâm tài lực là nó áp dụng cho người muốn cất cái chùa Thiền Tông hoặc Thiền Tông thất. Anh có đủ ba cái điều kiện này anh mới cất được, chứ đừng có cất cái chùa ra để lừa người ta. Tâm phải cho sáng, ai hỏi gì phải trả lời nấy. Còn nếu mà hỏi không được thì đừng có nên cất cái chùa. Còn cái tài xây nổ cái chùa không? Một có 1 tỷ, có 2 tỷ xây cái chùa 1 tỷ thì an toàn hơn. Chứ có 200 mà đòi xây cái chùa ta thiếu rồi đi xin ta không được. Thì cái tài nó không đúng. Mà cái tài này anh cất được cái chùa, anh có điều khiển được cái chùa không? Rồi anh cất cái chùa anh có tài xin được phép hoạt động không? Còn cái lực anh á, chắc cái gì ra phải anh trụ với 20 năm, có nghĩa là anh có sức lực chịu 20 năm nổi thì mới cắt. Còn mới cắt có 2 năm anh chết rồi thôi, cắt gì? Thì hút nó không bỏ. Lực cái. Còn người ta chửi anh á, chửi đồ khùng, đồ điên, đồ tà, đạo ma giáo có buồn không? Có sử dụng tánh người không? Nếu sử dụng tánh người đừng có cắt cái chùa. Chữ tánh Phật cất cho chữ thoải mái luôn á. Còn nếu tánh người thôi đừng có cắt cái chùa Thiền Tông. Vì chùa Thiền Tông cắt ra là một cái tai họa cho người cắt. Nó chửi không chịu nổi đâu. Chùa này bao nhiêu người đòi đốt rồi, biết không? Trên mạng nó chửi biết bao nhiêu rồi. Nó, nhưng mà không ấy. Tôi nói thiệt là cắt cái chùa này là bao nhiêu người động viên tôi bảo thôi bỏ đi, dẹp đi. Nó phải, nếu mà tôi không có cái lực này chắc tôi trốn trước, tôi nghe là tôi chạy trốn rồi. Thấy không? Thành ra bắt buộc phải có tâm tài lực kiên cố mới cất được cái chùa Thiền Tông hoặc Thiền Tông thất. Cất ra thì phải phổ biến Thiền Tông, chứ không phải cất ra để đi cúng. Chùa này đâu có cúng. Có khả năng dạy người ta thì mới cất ra, còn không có khả năng đừng cất. Rồi hỏi tiếp đi. Tu theo đạo Phật phải treo bảng hiệu pháp môn nào cho nó rõ ràng là để làm gì? Bất cứ ở thế gian này mình làm cái gì, đạo Phật nó có 6 pháp môn tu.
Ví dụ tiểu thừa thì tu tiểu thừa, tu tịnh độ, tiêu tịnh độ để chi? Để người xung quanh người ta biết rằng cái chùa này, ông đàng hoàng, ông tu vậy đó, mình thích mình vô. Còn nếu mà không treo, không biết ông làm gì đâu. Nha. Mà thứ nhất á, chính quyền người ta thấy á, ở cái chùa này nó đàng hoàng, nó tu nó rõ ràng, nó minh bạch. Để cho người ta hiểu, từ chính quyền cho đến cái người dân xung quanh và cái người đến tìm hiểu tu, người ta không có thắc mắc về mình. Còn giống như mở cửa hàng mà không để gì, không biết bán cái gì đâu. Chùa cũng vậy, sáu pháp môn tu gì phải ghi cho rõ thì mới là con người tu chân chánh. Còn tu mà anh mập mờ mập mẫn thì anh có đi lừa người ta, thì người ta nói một cái ông này chắc treo đồ dê bán thịt chó rồi sao. Thành bắt buộc làm thế giới này, cái gì làm nghề gì phải nói cho rõ ràng nghề đó, tu cái gì phải nói tu rõ ràng nhiều đó, là vậy là tốt nhất. Rồi hỏi tiếp. Xin hỏi tam giáo đồng nguyên là gì? Giáo là lời dạy, đồng là chung, nguyên là một cái gốc. Ba cái đạo chung một gốc là cái gì? Đạo nào thì cũng phải thờ Thượng Đế, hoặc là đổi danh là Ngọc Hoàng, hoặc là đấng đổi danh là Bề Trên, hoặc là đổi danh là Đức Chí Tôn, cũng là một danh từ thôi. Tức là ba đạo, dù anh thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là đấng Bề Trên, Đức Chí Tôn cũng là cái ông Thượng Đế thôi, chứ không phải ông cao tột lên đó, chứ không phải. Vì thế mà tam giáo đồng nguyên, ba lời dạy này đi đúng một gốc của một con người, gọi là tam giáo đồng nguyên, một gốc thôi. Nhưng mà danh từ có khác. Giống như mình đó, người Việt Nam màu đỏ nói đỏ, ông Tàu cũng nói màu hồng, thằng Mỹ nó là red, Tây nó là rouge, cũng màu đỏ thôi. Thì cái đạo Phật cũng vậy, tam giáo đồng nguyên, nó cũng một gốc ông Thượng Đế, mà một nước nó sử dụng danh từ khác, đồng nguyên một gốc. Thứ hai, vế thứ hai nữa là tất cả đạo lập ra đều là linh thiêng, chứ không có ngoài khác. Đạo không linh không lập được. Nó đồng nguyên, dầu đạo gì cũng là linh. Đạo Phật, đạo Chúa, đạo Thần, đạo Thánh gì cũng là linh. Ha, là nguyên một gốc về linh, gọi là tam giáo đồng nguyên. Rồi, hỏi tiếp. Cho xin hỏi câu, ba thời kỳ lập đạo là ai? Với mục đích gì? Ba thời kỳ lập đạo thì nó có ba cái thời kỳ, mà ba cái nguyên nhân. Đầu tiên con người trở thành là một cái bộ lạc á. Hồi về trái đất này chết gần hết rồi, con người ở riêng rẽ, gia đình ở riêng rẽ nhau. Khi mà chung rồi mới lập cái bộ lạc để gìn giữ, mà bộ lạc giống như mình là xóm làng bây giờ. Bộ lạc lập ra thì phải có tranh giành hơn thua. Vì thế mà một vị mà gọi là thông minh á, muốn cho cái đám này đừng có gây lộn nhau, thì ông nói ta đó, ông xưng là ông thần đó, tụi bay đó, mà tranh giành nhau tụi bẻ cổ tụi bay chết hết. Hù mấy kia thành ra mấy bộ lạc nó không dám. Đầu tiên là để bộ lạc nó không có dám tranh giành. Rồi sau đó con người nó phát triển nhiều, lớn lên nó mới thành lập quốc gia. Khi có chữ viết rồi bắt đầu thành lập quốc gia, thì quốc gia nó còn tranh giành hơn cái bộ lạc. Thì một vị toàn năng toàn giác mới ra đời rằng ta chạy cho các ông biết, đừng có tranh giành các ông á. Ở đây thì nó dễ thôi, chứ sự thật mấy ông ở bên kia gà bên Phật giới á, dạy cho biết cái vậy rồi thôi. Đó là nó yên, là đời kỳ thứ hai, là một vị toàn năng. Đầu tiên một vị xưng thần, thứ hai một vị xưng là toàn năng toàn giác. Thời kỳ thứ ba là vật chất lên nhiều thì nó bắt đầu chế súng đạn này ra nhiều, bắt đầu một vị thánh mới ra đời. Vị thánh ra đời mới tuyên bố ta là Ngọc Thượng Đế, Ngọc Hoàng vậy đó, ta xuống đây nè, tụi bay đừng có đánh lộn nữa, chung con với ta không à, chứ không ai, đừng có đánh, cứ ấy đi làm phước thì xong chết lên thiên đàng ở, tụi bay đừng có lại dưới này đừng ấy. Đó là ba cái thời kỳ lập đạo. Thời kỳ thứ nhất một vị thần lập để hù dọa, lần thứ hai một vị toàn năng toàn giác chỉ sự thật, lần thứ ba chỉ mình nó là con của Chúa, con của Thánh lên đó ở, gọi là ba thời kỳ lập đạo.
thần, người và thánh. Rồi hỏi tiếp. Như Quyển Thiền Sư Thích Từ Thông có tuyên bố là thầy cũng nắm được tập quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, 40% còn lại mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa công bố ra, vậy Như Quyển Thiền Sư Thích Từ Thông là vị thầy nào trong dòng Thiền Tông? Ông Như Quyển Thiền Sư Thích Từ Thông mà nói vậy, cái giáo lý này nó đi 36 tổ cầm đi, mà nếu ổng vậy là ổng là tổ thứ 37, còn không phải 37 thì cố vấn 37 ông này, 36 ông này. Nếu mà ổng mà đi theo dòng Thiền Tông, ổng thuộc về thánh, thấy không, thì để coi ổng chừng nào ổng phổ biến 40% chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa phổ biến ra. Nếu ổng tuyên bố vậy thì thôi ổng là thánh, bữa nào gặp ổng lại ổng rồi cúng cho ổng, nhưng mà lại phải cúng mà không cúng không được. À, người nào mà nói là công bố tập quyền ký 40% lợi ông đó là thánh, xếp bộ thánh, còn thánh gì thì hỏi ổng chứ tôi không biết nghe. Rồi thôi, xin hết là cảm ơn thầy ạ. Tiếp theo xin mời anh Trần Ngọc Linh. Dạ thưa bác nhân, con có một số thắc mắc xin hỏi, con tên là Trần Ngọc Linh ạ. Câu thứ nhất ạ, thánh mẫu là chỉ cho vị nào, có mấy vị thánh mẫu? Thánh là thánh, mẫu là mẹ, bà mẹ, bà mẹ thánh, thánh mẫu rồi người ta gọi là mẹ thánh. Thánh là hiển linh, mẹ hiển linh nó gọi là thánh mẫu. Rồi con hỏi tiếp. Dạ câu hỏi tiếp theo ạ, nước cực lạc ở đâu, có mấy loài nước cực lạc ạ? Nước cực lạc thì nó có hai loại, nước nào ở trái đất hay là trên trời. Ở trái đất nước cực lạc là cái nước nào cho vui chơi sung sướng tột cùng, gọi là nước đó là nước cực lạc. Ở đâu trái đất này, chỗ nào? Qua Las Vegas Mỹ cái vùng đó thuộc nước cực lạc á, thấy không? Dạ câu tiếp theo ạ, còn ở trên trời á là nước tịnh độ, thuộc về nước cực lạc, nên nó ăn roi xong rồi. Rồi đó, trên trời cũng nước cực lạc, ở nước tịnh độ, còn ở trong này, ở trái đất này là nước Mỹ, mà có cái vùng Las Vegas, gọi là nước cực lạc. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, Linh Sơn là nói ở đâu ạ? Linh là linh hiển, Sơn là núi. Cái núi nào mà gọi là người ta tới người ta cúng lại nhiều là nước đó thường gọi núi Linh Sơn. Mà ở đây ở trong miền Nam mình chỗ nào? Núi Bà Đen á. Vì thế mà Linh Trở Tư để câu Linh Sơn Thánh Mẫu. Núi Linh Sơn, núi Bà Đen nó thuộc về núi Linh Sơn. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ tu tứ niệm xứ là tu làm sao và thành tựu được gì? Tu niệm xứ là tu tưởng nhớ bốn nơi. Tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là nơi, nhớ bốn nơi. Nhớ để làm gì? Trái đất này con muốn tìm tiền bằng gì? Bây giờ tu để mà giàu thì con phải đi tìm cái tứ niệm xứ con tu. Con tu con học cho giỏi qua bốn cái xứ đó, đó con nói. Qua xứ Mỹ á, qua xứ Tây, xứ Nhật, xứ Hàn, xứ Úc, xứ Nhật vậy đó. Tìm bốn cái xứ nào mà giàu nhất trái đất này đến con giảng thì con có tiền nhiều lắm. Đó là tu tứ niệm xứ. Dạ, câu tiếp theo là tu tứ diệu đế là tu làm sao và thành tựu được gì? Tu tứ diệu đế, tứ là bốn, diệu là mầu nhiệm, đế là vua. Tu tứ diệu đế để trở thành ông vua có bốn thứ mầu nhiệm. Người ta gọi là bốn ông vua thánh là. Tu tứ diệu đế để tạo thành bốn ông vua mầu nhiệm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Dụng công ngồi thiền thành quả cao nhất là gì ạ? Dụng công ngồi thiền chứng quả cao nhất A-la-hán. Trái đất này dụng công mà tất cả gì dụng công ngồi thiền cao nhất là A-la-hán thôi. Vì A-la-hán đó là nó đạt được cái niết bàn tịch tỉnh. Cái bởi vì trong cái niết ở trong thế gian này nó có hai cái loại niết bàn, gọi là niết bàn bảo sở. Nước bàn bảo sở là nó nằm ở bên thế giới Phật, hay gọi là nước bàn bảo sở. Còn bên nay thế giới này gọi là niết bàn hóa thành, có nghĩa là tạo ra thì nó có thời gian.
Đó, tu ở đây tu mà cao nhất là A-la-hán, được Niết Bàn Quá Thành. Niết Bàn Quá Thành nó so sánh với Niết Bàn Bảo Sở chỉ bằng một ngày hay một giờ mà thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo là ngũ âm ma là gì ạ? Ngũ âm ma, ngũ là năm, ấm là cái bình hoặc cái kho, cái kho chứa dơ bẩn ở trong, cái kho tham lam, đó là ngũ âm ma, nó chứa bằng cái gì? Con thấy cái gì cũng đem vô cái kho này, con thấy mà con tham á, con thấy mà không tham được. Thấy tham, nghe tham, rờ tham, biết tham, suy nghĩ tham, đem vô cái kho này, nó chứa đầy, gọi là ngũ ấm ma. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo ạ. Tu quán thời đầu là tu làm sao và thành tựu được gì? Quán thời đầu là quán trước câu đầu nói là cái chữ gì. Thí dụ nói trước khi mẹ ta chưa sanh ra dạy ta là ai, là quán thoại đầu. Hoặc cái câu thứ hai, ai mang thân này đi, ta sống đây để làm gì, gọi là quán thoại đầu. Đó, quán thoại đầu rất nhiều câu, nhưng mà đưa một hai câu cho con hiểu thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, câu tiếp theo là tu dẹp vọng tưởng là tu làm sao và thành tựu được gì? Tu dẹp vọng tưởng là ngồi con người ta nó phát ra cái vọng tưởng giống như là biển á, nó phát ra cái lượng sóng. Con ngồi con dẹp cái vọng tưởng con, giống như cái cây mà nó rụng lá đó, ra cái nào con quét nấy, ra nào quét nấy, con quét hết. Con hết đó gọi là diệt tận định, thành A-la-hán ngài, gọi là thánh bất động lượng. Đó, thế gian này giống như mà con muốn dẹp sóng biển á, con ngồi con dẹp hết đi, dẹp hết sóng biển con thành. Mà nên nhớ là con dẹp mà con đè quán hơi con điên, nghe không? Mà nó quá sức của con mà con ép một cái là nó quá sức cái thành điên. Tiêu dẹp vọng tưởng quay chừng mới dẹp được chút xíu mừng lắm, mà khi mà ép mà diệt rung một cái đó rồi nó quật con kể như điên luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo là tu biết vọng không theo là tu làm sao và thành tựu như thế nào? Ai cũng có cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng là do cái tim của mình nó đập, nó đập nó phát ra, nó phát ra cái tưởng, rồi mình ngồi mình dẹp. Vì thế mà mấy người dẹp á, con ngồi dẹp mà có tim con đập mạnh quá, con dẹp á, nó trở lại bình thường con rất vui. Còn mà con ép cho nó cứng ngắc là sao? Tim nó không đập nữa là sao? Nó chết tại chỗ luôn. Còn nếu không chết thì chắc cũng què. Đó, mà thành tựu của tu dẹp vọng tưởng, một cái là thành thánh A-la-hán, hai là thành người liệt thân bất động, liệt thân một bên. Nó ai cái thành tựu muốn cái nào? Muốn thì người thần bán thân bất tội, là muốn người vui ăn vui. Đó, tu dẹp vọng tưởng nó có hai cái trường hợp đắc đạo à. Vì thế có nhiều người tu dẹp vọng tưởng đi cà què. Nào gọi tiếp đi. Dạ, đạo Phật khác với đạo khác là gì? Tất cả đạo khác thì một pháp môn tu, còn đạo Phật tới 61 pháp môn khác. Mà đạo Phật nên nhớ rằng căn bản đạo Phật năm pháp môn đầu gọi là dạy công thức. Pháp ba môn sau thì dạy công thức trở về. Năm pháp môn đầu là công thức luân hồi, một pháp môn thứ sáu là công thức giải thoát, còn các đạo khác hiển linh thôi. Tất cả đều tập trung về hiển linh. Đạo nào giờ là hiển linh là số một. Đạo Phật không có cái này. Nhưng mà hiện giờ có nhiều thầy, tại sao đạo Phật ra linh? Tại ông hô thần nhập tượng, ông đưa ông thần vô thì nó là hiển linh. Nó khác là khác vậy thôi. Bên kia không cần hô thần nhập tượng đó, mà bên kia tự nó hiển linh. Còn bên đây muốn hiển linh phải hô thần nhập tượng mới hiển linh được. Nó khác là khác ở chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo ạ. Địa đàng là nói ở đâu, có mấy loại địa đàng ạ? Địa đàng á, địa là đất, đàng là đường, đường đất. Mình ở đây nè, mình đi dưới này thì gọi là đường đất á, là địa đàng. Còn mà địa đàng mà con lên núi, nó cũng địa đàng mà nó sẽ trên núi á. Nó có hai loại. Người ta nói là, đây nó giải thích nhiều cách giải thích.
ở địa đàn đường đất, còn cái đàn mà trên trời đó là đường nào? Đàn hàng không đó gọi là đường trên trời. Còn tao thành ra các nhà các phi cơ nó rồi đường hàng không, đường đi trên trời và đường đi dưới đất là có hai đường. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ câu cuối cùng ạ. Thiên đàng là nói ở đâu, có mấy loại thiên đàng? Thiên là trời, đàng là đường, đường trên trời. Thì bây giờ thì theo kinh ông Phật cũng nói lại thì trên nó có một thôi chứ không có hai. Lên đó con nên nhớ là một điều, mấy người mà tu mà lên thiên đàng ở không ở nhà nha. Ở đâu? Ở ngoài đường á, đường ở trên trời chứ không có vô nhà. Đó, tu lên thiên đàng ở phải lên ở ngoài đường. Nhớ nè. Thiên đàng không có nhà, không có vô nhà được. Rồi. Dạ con xin hết ạ.